Tại thành phố Hồ Chí Minh theo báo cáo của Sở Y tế, trong 2 tuần từ ngày 15 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3, số ca nghi nhiễm tăng cao trong cơ sở giáo dục. Cụ thể, tổng số ca nghi nhiễm COVID-19 ở học sinh các khối lớp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là 35.769 trường hợp. Trước thực trạng đó, thành phố cũng đã đưa ra những khuyến cáo và đề xuất cho các trường học tại đây. Ngày 4 tháng 3, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Trường học về công tác tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tuần từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, số ca ghi nhiễm tăng cao trong cơ sở giáo dục. Cụ thể, tổng số ca nghi nhiễm COVID-19 ở học sinh các khối lớp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là 35.769 trường hợp trong đó nhiều nhất là ở bậc tiểu học với 17.275 ca, kế đến là trung học cơ sở với 9.701 ca và trung học phổ thông là 7.051 ca. Những địa phương có số ca nghi nhiễm cao nhất bao gồm quận 1, 12, Bình Thạnh, Tân Phú và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng dẫn lại kết quả khảo sát cho thấy, số ca nghi nhiễm được phát hiện nhiều nhất là ở trong những trường lạm dụng máy điều hòa. Từ đó, bác sĩ Hưng khuyên cáo nên tránh việc sử dụng máy lạnh kéo dài vì nếu xét về mặt thông thoáng là không đảm bảo cho sức khỏe học sinh, không đảm bảo nồng độ dưỡng khí trong phòng. Sau đó, ông Hưng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo khuyến cáo các trường hạn chế thấp nhất việc sử dụng máy điều hòa trong lớp. Nếu cần thiết thì sử dụng ngắt quãng sẽ tốt cho sức khỏe học sinh, tránh nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, các trường cần tận dụng sân chơi, ánh sáng, không khí tự nhiên để tăng cường sức đề kháng cho học sinh, ông Hưng nói cũng trong buổi làm việc, phía Sở Giáo dục đào tạo nêu rõ những khó khăn như một số cơ sở y tế không phối hợp kịp thời trong kiểm soát dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục. Theo Sở Giáo dục đào tạo, phần lớn các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch, xử lý tình huống khi có ca nghi hoặc nhiễm bệnh và tầm soát F1, nhất là thiếu bộ xét nghiệm nhanh. Dù Sở Giáo dục và đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế để cấp bộ xét nghiệm nhanh đợt 1 về trường công lập nhưng chỉ được dùng để tầm soát F0 theo quy định, do đó việc xét nghiệm F1 hiện vẫn còn là vấn đề lớn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh vai trò nhân viên phụ trách y tế trường học trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục thiếu nhân viên y tế trường học chuyên trách. Giáo viên vừa làm chuyên môn vừa kiêm nhiệm, gây khó khăn trong việc thực hiện phòng chống dịch. Do đó, để đảm bảo tổ chức dạy học trực tiếp, bền vững và hiệu quả, Sở giáo dục đào tạo và Sở Y tế đề xuất Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến chế độ chính sách cho giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý trường học, nhân viên y tế học đường, nhằm tăng cường lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe học sinh.